quý vị, trước sự lây lan nhanh chóng của biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2, để chủ động kiểm soát phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ Y tế chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra. Thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về biến chủng này, trên cơ sở đó đề xuất các phương án biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp hiệu quả với tình hình diễn biến tình hình dịch bệnh. Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ đã được giao, chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát người đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron nhập cảnh vào Việt Nam để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể này vào nước ta.